Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tuấn Hoàng. Kính thưa quý vị, sau những ồn ào về từ thiện của các sao Việt, mới đây nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã trải lòng về công tác từ thiện và làm từ thiện theo cách của mình. Với cách làm này thì Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Xin mời quý vị các bạn đến với nội dung chi tiết. Đàm Vĩnh Hưng trải lòng từ vụ từ thiện, khả năng tới đâu tôi tự làm tới đó. Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh tự bỏ tiền túi, kết hợp cùng bạn bè hỗ trợ một số người nghèo trong mùa dịch. Nam ca sĩ khẳng định, khả năng tới đâu, tự làm tới đó. Chứng kiến đời sống một số người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đàm Vĩnh Hưng cùng các cộng sự của mình đi hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Trên trang cá nhân, khi chia sẻ về các hoạt động thiện nguyện của mình, Đàm Vĩnh Hưng giữ quan điểm có nhiêu làm nhiêu, chứ không đứng ra kêu gọi. Nam ca sĩ và bạn bè thân thiết tự bỏ tiền túi để hỗ trợ một số hoàn cảnh khó khăn. Theo nam ca sĩ, khi thấy anh đăng tải hình ảnh tặng gạo, cá hộp cho người nghèo trong khu vực phong tỏa, một số khán giả đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của anh để chung tay giúp đỡ. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng cho hay, Hưng đã rút tài khoản cá nhân đó lại cho mình rồi. Hưng vĩnh viễn không kêu gọi và không gánh trách nhiệm giúp ai nữa. Lắng nghe, truy hỏi, trình bày là Hưng dở lắm. Tự thấy mình không giỏi mấy vụ này nên không nhận nữa để không ai buồn phiền. Đồng thời, giọng ca say tình chia sẻ thêm, khả năng tới đâu Hưng tự làm tới đó, vài trăm ngàn đó Hưng sẽ tìm cách trả lại. Nếu không xong, Hưng sẽ mua thêm vài chục ký gạo cho bà con, vui lòng không gửi tiền nữa nha cả nhà ơi. Đồng thời, nam ca sĩ nói thêm đến hiện tại, anh và bạn bè thân thiết hỗ trợ được 9 tấn gạo và mấy chục ngàn hộp cá đến tay bà con nghèo gặp khó khăn trong mùa dịch. Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi hành động đẹp của nam ca sĩ khi đứng ra giúp đỡ người dân nghèo trong mùa dịch. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh vừa tặng 2 tấn gạo và 20 thùng cá hộp cho bà con khu vực An Phú Đông, quận 12. Nam ca sĩ cũng đang nỗ lực chuyển nhu yếu phẩm cho 400 sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, cũng như các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong đó, giọng ca say tình từng tuyên bố không đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp từ thiện như nhiều năm qua. Nếu muốn ủng hộ hay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn nào, anh sẽ tự bỏ tiền túi hoặc vận động bạn bè thân thiết. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ đây là lần rút kinh nghiệm từ những ồn ào sau việc từ thiện miền Trung năm 2020 của các sao Việt. Và hy vọng rằng với cách suy nghĩ và cách làm từ thiện như hiện tại thì nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng các cộng sự của mình sẽ nhận được rất nhiều những lời khen ngợi từ những fan và cộng đồng mạng. Xin chúc cho nam ca sĩ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc và làm được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa cho người dân trong mùa dịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin quý vị và các bạn một đăng ký để ủng hộ. Chúc quý vị vui khỏe. Cảm ơn quý vị.